Xin chào mọi người lại đến với chương trình giới thiệu tác giả tác phẩm những nghệ sĩ mới và trên kênh radio Đồng Ca Nhỏ của Đức Tiến. Và ngày hôm nay Đức Tiến xin phép được giới thiệu với tất cả mọi người một nghệ sĩ, một nhạc sĩ, một người bạn của Tiến. Chúng tôi đã gặp nhau, đã hội ngộ tại quán cà phê của Tiến trên đường Nguyễn Thị Minh Khai cách đây cũng vài năm và cũng vẫn thường xuyên liên lạc trên Facebook. Người nhạc sĩ đó mà Tiến muốn giới thiệu với tất cả mọi người đó chính là nhạc sĩ Vĩ Nguyên. Vĩ Nguyên, anh tên thật là Nguyễn Hữu Vĩ, anh sinh ra và lớn lên ở miền Trung, Quảng Trị. Thời phổ thông thì có một thời gian học ở thành phố Huế, cách Quảng Trị khoảng 70 km như lời anh kể. Anh vào Sài Gòn học và hành nghề kiến trúc. Sau một lần hạnh phúc gia đình bị đổ vỡ, anh tìm đến âm nhạc như là cách để giải bày nỗi niềm, những lo toan khi con cái lớn lên thiếu vắng tình mẹ. Anh đã ngẫu hứng viết một ca khúc để giải bày những cái tâm sự đó trong cái hành trình đời nhiều cái trắc trở của mình. Đó là ca khúc Lời Tâm Nguyện Ba Viết Cho Con. Thì khi viết xong, gặp dịp đài truyền hình Vĩnh Long tổ chức cuộc thi sáng tác thì anh cũng có đã gửi đi. Cuộc thi tên là Sáng Tác Cùng Bolero và anh may mắn có giải khuyến khích ở trong cái chương trình này. Đó cũng là một trong những cái điểm son và một trong những cái động lực để anh có thể viết tiếp. Như lời anh kể là kể từ đó thì anh sáng tác tới luôn. Đúng như là tên giải thưởng là khuyến khích và đã khuyến khích anh mạnh dạn học hỏi và có nhiều ca khúc hơn sau cái cuộc thi này. Thì để kể là trong đó có ca khúc Mất Mẹ, phổ thơ của cố thi sĩ Xuân Tâm. Và chính anh hát, anh có một giọng ca rất là ngọt ngào và rất là đặc trưng của Vĩ Nguyên. Rồi có ca khúc Chuông Lạnh Chiều Lộc Hưng, vẫn là tiếng hát của anh. Nỗi Đau Đại Ngàn được sự trình bày của nam ca sĩ nổi tiếng Đức Tuấn. Có hai ca khúc mà anh viết về ký ức tuổi học trò nơi anh đã gắn liền với kỷ niệm thời trung học của mình. Đó chính là Hương Nhớ Mùa Hạ Xưa, rồi với sự trình bày của ca sĩ Thúy Huyền. Những ca khúc mà chúng tôi đang giới thiệu đến tất cả mọi người thì đều nằm ở trên YouTube mà mọi người có thể search và có thể tham khảo và thưởng thức. Có những ca khúc như là Huế Nhớ và do chính anh sáng tác và trình bày. Thì với tính cách của anh Hữu Vĩ là một người rất là khiêm tốn, nhưng mà đặc biệt là anh rất nghệ sĩ và gần như là anh có thể ôm đàn và hát bất kể lúc nào và cho đến khi nào người ta can thiệp thì anh mới dừng lại. Đó là một cái tính cách mà Tiến rất là thích anh Hữu Vĩ. Với bề ngoài xù xì nhưng mà anh lại chứa đựng một tâm hồn của một người nghệ sĩ lớn. Như là tính cách âm nhạc chân phương trong hình hài mà anh sở hữu thì âm nhạc của anh cũng chân phương và cũng rất là truyền tải dễ dàng đến người nghe mà không phải quá cầu kỳ thông qua kỹ thuật hay là thông qua những cái gì mà người ta phải xính theo để mà chạy theo. Thì ở Vĩ Nguyên, ở nhạc sĩ Vĩ Nguyên thì anh luôn có những sự đơn giản nhưng mà lại rất là thấu đáo về trong nhạc luật cũng giống như là trong ngữ nhạc. Thì cái ca khúc mà ngày hôm nay Đức Tiến muốn giới thiệu tất cả mọi người là một ca khúc phổ thơ của cố thi sĩ Xuân Tâm. Ca khúc có tựa đề Mất Mẹ do chính Vĩ Nguyên phổ thơ và trình bày với video do chính anh xuất hiện và diễn đạt. Hy vọng mọi người sẽ chào đón Vĩ Nguyên như là một trong những gương mặt nghệ sĩ mới và đang ở trong thời điểm sáng tác mạnh mẽ và chất nhạc của trong anh đang tuôn chảy như những ngọn suối mà đã ngấm ngầm bấy lâu nay. Sau đây chúng ta đến với tiếng hát của Vĩ Nguyên với sáng tác âm nhạc của anh cùng thơ của Xuân Tâm. Ca khúc có tựa đề Mất Mẹ, một tựa đề nghe rất buồn và có lẽ mọi người sẽ cảm nhận nhiều hơn sau ca khúc này với những người đã mất mẹ và nhân dịp mùa Vu Lan. Xin kính chúc những ai còn mẹ hãy luôn yêu thương và hãy luôn trân trọng. Còn mẹ là đời còn hạnh phúc, đời còn niềm vui.
Sau đây mời mọi người cùng đến với ca khúc Mất Mẹ như một sự chia sẻ. Con phải đòn
lại con. Hoàng hôn phủ bóng mù